Audio Jungle. Audio Jungle. Chào các bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc nồi áp suất đến từ thương hiệu Sunhouse. Nồi trong video này có cái dung tích là 5 lít và nồi này có model là SHD1552, công suất của nồi là 900W ạ. Đây là xung quanh nồi. Ở đây nó sẽ có tem giám sát năng lượng của Bộ Công Thương, chứng thực nồi này là tiết kiệm 3 sao. Và đây là cái tem thông số kỹ thuật. Nồi này là nồi dây dài nhé. Ở khu vực bàn điều khiển này thì nó sẽ có cái núm vặn và tất cả bằng tiếng Việt. Nấu cơm này, thịt gà này, nấu thịt này, nấu cháo này, nấu súp này và hầm đậu đỏ này. Đây là khu vực bàn điều khiển thì rất dễ, có mấy cái nút đây và tất cả bằng tiếng Việt. Bây giờ muốn mở nồi thì các bạn bật cái này ra. Đây, vung là vung dài nhé, vung vung dài. Bên trong thì sẽ có một cốc đong gạo này, một dây nguồn này, một môi xơi cơm, kèm theo đó là phiếu bảo hành. Đây thì phiếu bảo hành chính hãng Sunhouse, nồi cơm này được bảo hành 12 tháng và quyền hướng dẫn sử dụng tất cả bằng tiếng Việt. Lõi nồi có thể nhấc rời ra được. Đây lõi nồi đã, lõi nồi phủ lớp chống dính ở bên trong. Nồi này có cái dung tích là 5 lít, gia đình dùng thoải mái. Đây là phần mâm nhiệt ạ, mâm nhiệt nhìn rất là xịn sò bên trong luôn. Đấy, mâm nhiệt của nồi đây. Khi shipper mang hàng đến, các bạn được quyền móc ra kiểm tra hàng đúng như thế này thì các bạn mới phải thanh toán tiền ạ. Bên mình đảm bảo bán chính hãng, đồ cỏ Sunhouse chính hãng luôn, đảm bảo 100% hàng chính hãng. Trong video này mình không nhắc tới giá bán bởi vì khi các bạn xem video này có thể giá bán đã thay đổi. Chính vì vậy, để tham khảo giá bán chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website rang2.vn hoặc nhắn tin số Zalo của mình là 0972888444 để check giá và đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã xem video này.